Brownie.
Đây là một bài tập
We don't have any cooking. I like some orange. Orange. And coffee. Do you like hot stuff? I like cooking. I'm sorry, they don't have any cooking left. And who wants you? Another one. I like cooking.
Now we move to last activity. That is role play. And I need three students, two customers and one waiter to order drink or dessert. Chị sẽ chơi đóng vai là hai bạn là khách hàng, một bạn là người phục vụ và bạn phục vụ sẽ phải hỏi bạn khách hàng bạn muốn ăn gì, bạn muốn uống gì, bạn muốn cảm nhận món gì và sau đấy sẽ khách nâu lại viết vào con tờ giấy và sau đấy sẽ nói là mình là khách hàng muốn món gì cũng như muốn gì đó. Ok, mình là bếp trưởng master chef. I am master chef and who are waiter? Who are waiter? Chicken. I will like some ice cream. What would you like to drink? I need some orange juice and coffee. And I like some orange juice. Oh, thank you. What would you like to call this time? Dessert. I like some ice cream. I think I'm fine. Yes, I'm fine. And he can.
Thank you. And clap your hands.